Alo. Ở video thứ nhất, phần 1 thì chúng ta đã tổ hợp được nội lực của cống hợp đôi tại các mặt cắt cho cường độ 1, 1A, 1B, 1C và sử dụng. Chúng ta tổng hợp các nội lực, đây là các nội lực mắc, giá trị lớn nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tính kiểm tra cốt thép. Nội lực ở đây thì sẽ load sang bên này. Ta sẽ đi, thứ nhất là chúng ta sẽ kiểm tra cường độ, trạng thái gia hạn cường độ kháng uốn so với nội lực. Đây là nội lực đã được plot sang từ bên kia. Chúng ta sẽ xem một cái bản vẽ bố trí cốt thép của cái phần cống đôi vừa rồi. Cống đôi vừa rồi là cống đôi có cái chiều cao thoát nước, khổ thoát nước là chiều cao là 3 mét và chiều rộng là 3,5 thùng hợp đôi. Đây là chúng ta sẽ xem bạn sẽ có một cái thép của cái cống hợp đôi này, và chúng ta tiến hành đầu tiên là cái thép và một một đây chúng ta sẽ cho cái phần vật cắt này sang đây. Chúng ta sẽ quan sát cắt 1 1, đi vào một cắt 1 1. Một mặt đây là một cái thép là D20, thép D20. Đây có thép D20 S5 và S4. S4 là chạy dọc, gồm S5 và S4. D20 là 20 số thay chiều cao tiết diện. Chiều cao tiết diện thì tức là đây, chiều cao đây, tiết diện ở đây. Ok, là số thay.
là xem khoảng cách giữa các thanh. Cách 5 là bao nhiêu? 200. 4 là 200. Vậy là khoảng cách 200. 200 thì 1 mét sẽ có 5 thanh. 200 năm trong 1 mét chúng ta sẽ có 5 thanh. Chúng ta cho trong 1 mét chúng ta sẽ có 5 thanh. Từ đây chúng ta cho một mét có 4 thanh, vậy chúng ta có 8. 4 nhân 2 là 8. Tương tự mặt cắt số 2. Mặt cắt số 2 thì chúng ta sẽ thấy số 2 ở đây. Đây xanh số 5 là số 5 ở đây. Cái số 2 thì ở đây là sẽ có 4 thanh. Khi 2 số người số thanh là 4 thanh. Cái 20 chúng ta đang tính cho mô men âm ở đây. Đây là mô men dương, đây là phần thế này mô men âm. Tương tự mặt cắt số 2 chúng ta cũng thấy là S6 chúng ta xem khoảng cách của S6. Vị trí này hồi nãy chúng ta thấy ở vị trí này ta được vị trí ở đây, tương tự chúng ta vị trí 8 thanh. Số 3 chúng ta thấy số 3 là thế này. 3 chúng ta không thua thì 8 thanh phía 20. Số 4 chúng ta mua thì 8 thanh phía 20. Chúng ta thấy đây là phi đây là phi 16 à phi 16 số 5 là phi 16 F7.
Level 7 phim 6 khoảng cách 200 thì chúng ta có 1 mét có thứ 6 chúng ta có 8 thanh. Một mét đến 10 thanh. Khoảng cách 200 mà 1 mét chúng ta có khoảng 8 đến 10 thanh. Nên ta bố trí khoảng cách nó nhỏ hơn 200 một chút xíu đi. Khoảng 180 gì đấy. Thì được 10 thanh thì đây đảm bảo. Còn đảm bảo 16. Đây thì cho 8 thanh cũng 16 khoảng cách 200 đấy cũng đã đảm bảo đây. Cắt 66, cắt 66. 5566 là phải thì giống nhau. Đây là 16 và 8 thay. 16 8 thay. Mình lực 66 566 rất nhỏ. Cho nên là đây là hệ số rất lớn. Không, ở đây thì khoảng cách 200 thì chúng ta có 4 khoảng 4 thay. 4 thay. Mình lực toàn mạng. Ở đây thì moment lớn chúng ta đặt kép hai thanh đây, thanh màu hồng và cái thanh màu trắng này, đơn vị thanh màu hồng, thanh màu trắng, thanh hồng màu trắng tại vị trí moment lớn âm một thanh dương lớn. Và chúng ta đến tiếp theo là 8 8 8 8 chúng ta tới đây vị trí này 8 8 chịu moment âm, nguồn âm lớn ở đây, đây cũng đặt 21 thanh đây nữa, đi 20 chúng ta đặt thanh 8 thanh đi 20 thanh. Ok 99 99. Thì 20 cũng 8 thanh. 10 8 thanh. Ok. 10 10. Vị trí này cũng là 4 thanh thì 20. 4 thanh. Ok, vẫn đang. Đây. 11 11. 8 thanh thì 20. Mười hai. Nhưng mà 8 thanh thì 20. Ừ, 8 thanh. Không ạ. Tiếp theo. Ở đây chúng ta lấy chiều dài bảo vệ là 50 cm. Chiều cũng là 1 mét. Lượng cốt thép tối đa từ bố trí cốt thép phía trên thì đảm bảo kết quả tính toán đảm bảo lượng cốt thép tối thiểu tính toán cũng đảm bảo. Chúng ta kiểm tra lực cắt các con số màu xanh này đều được tự động tính toán. Chọn 1,2 cho kết cấu đúc sẵn lắp ghép tất cả cấu với không khác đúc sẵn lắp ghép chúng ta đây là 1,6 không phải đúc sẵn lắp ghép chọn 1,6 không có dưỡng lực thì chọn 0
vẫn phải làm. Đây. Chúng ta kiểm tra lực cắt tính được thì các nỗ lực của lực cắt chúng ta nói chung là ở đây thì các thông số màu đỏ thì chúng ta chọn đây góc nghiêng ta tính lại giả định góc ban đầu ta sẽ chọn ok ta chọn đây là 10 đi 0 0,1 không được 2 chúng ta được 2 thì 36,5 30,5 ok 36,4 nên ta đợi 2 không ra được 5 10 không ra được 20 25 và 36,4 36,4 và 10 20 15 18 36,4 ok chọn 50 chẳng hạn 50 thì nó khá 37 36,4 30,5 rồi chọn 10 chọn 50 100 5 1 0 1 2 5 5 1.000 30,5 21,8 1 21,8 21,8 25 10 18 36,4 50 9 40 50 60 50 ta xem 88 vị trí 88
ta, chắc là 21,5. Ok. Win AX thích một chút.